Chào các bạn, tin nhanh 24/7. Ducati Moon Chisada 950 ra mắt với mức giá là 550 triệu đồng. Ducati Moon Chisada 950 được giới thiệu lần đầu tiên tại triển lãm ESMA 2016 và được xem như đèn em của Moon Chisada 1002. Tại thị trường Việt Nam, Moon Chisada 950 được phân phối chính hãng với hai màu sơn đỏ và trắng, đi kèm mức giá bán lần lượt 550 triệu đồng và 555 triệu đồng. Nguồn sức mạnh của mẫu xe này bắt nguồn từ khối động cơ Tesla Jetta nghiêng 11 độ làm mát động dịch với dung tích là 937 phân khối, lấy từ người anh em Super Sport trình làng tại triển lãm Intermos 2016. Ducati Moon Chisada 950-2007 động cơ tạo ra công suất tối đa lên tới 113 mã lực tại vòng tua máy 9.000 vòng phút, mô men xoắn cực đại 71 lb/ft tại giải vòng tua từ 3.500 tới 9.500 vòng một phút, cùng với đó động cơ giảm dung tích xi lanh. Moon Chisada 950-2007 còn nhẹ hơn đáng kể so với người đàn anh Moon Chisada 1002. Cụ thể, Moon Chisada 950-2007 chỉ nặng ở mức 213,6 kg. Chưa hết, mẫu xe này còn trang bị yên cao 838 mm, người lái có thể nâng hoặc hạ yên thêm 20 mm. Hệ thống treo của mẫu xe này bao gồm phục hành trình ngược 48 mm ở phía trước và tùy chỉnh theo tải, đằng sau giảm sóc sắt tùy chỉnh theo tải kết hợp với tay đòn nằm ở bên trái. Cả hai được có hành trình lên tới 170 mm. Ngoài ra, Ducati Moon Chisada 950-2007 còn được trang bị bộ vành 19 inch ở phía trước, 17 inch ở phía sau, đi kèm với lớp rally Scorpion Trail 2 kích thước là 120x70x19 và 170x60x17 ở phía sau. Lực hãm của xe bắt nguồn từ phanh đĩa 320 mm với kẹp phanh nguyên khối Brembo M4.32 ở phía trước. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS tùy chỉnh với 3 chế độ lái và kiểm soát lực bám đường 8 cấp cũng như trang bị nổi bật của mẫu xe này. Cuối cùng, Moon Chisada 950-2007 còn được trang bị đèn hậu dạng LED, cụm đồng hồ kỹ thuật số đi kèm màn hình LCD và các chế độ lái khác nhau. Cụm đồng hồ hiển thị vòng tua tốc độ, vòng tua máy, khoảng cách đã chạy, cấp số, nhiệt độ nước làm mát động cơ, nhiên liệu còn trong bình và giờ giấc v.v. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hẹn lại kế tiếp. Nhớ like, share và subscribe.